Chào mừng các bạn đến với video tiếp theo trên kênh Chợ Phiên Tây Bắc. Hiện tại thì mình đang ở thị trấn Quang Minh thuộc huyện Hoàng Su Phì của tỉnh Hà Giang. Và buổi sáng ngày hôm nay thì mình sẽ đưa các bạn đi trải nghiệm một cái phiên chợ. Đó là phiên chợ của thị trấn Quang Minh các bạn nhé. Bắt đầu bước vào cổng chợ thì bà con hôm nay là buổi sáng trời mưa rất là to các bạn ạ. Bà con đi bán ăn. Em chờ chút ạ. Đây là tôm các bạn ạ. Tôm rất là tươi luôn. Tôm, bà con bán tôm tép hôm nay ở ngoài kia. Tôm tươi, đánh đách luôn. Rất vừa tôm. Tôm này là ở sông nhỉ? Cái loại như cái loại này thì bao nhiêu tiền một cân? 100.000 một cân đây ạ. Tôm này bán lại 100.000 một cân các bạn. Toàn bộ bà con là đang bán rượu các bạn ạ. Đấy, cũng giống như bên chợ phiên mình, nhưng mà bên mình chủ yếu là người Mông bán rượu, như bên này bên là cho em hỏi mình là người dân tộc gì ạ? Các chị người gì? Nùng mà người Nùng luôn. Bên mình là người Mông bán rượu, bên này là người Nùng bán rượu mà. Rất nhiều bà con bán rượu mà. Đấy, đầu tiên bước vào cổng chợ đã là dãy rượu rồi. Thì mình sẽ đi vào bên trong khám phá xem có những cái gì các bạn nhé. Ở bên Hà Giang này là khu vực Hoàng Su Phì này, phía người Nùng, người La Chí. Da trâu đúng không ạ? Đây là da trâu đúng không chị? Dạ. Cái này để làm gì ạ? Ủa, cũng không biết tiếng luôn. Đồ này là đồ dành cho người đã mất hay sao ấy? Con gái người Nùng đấy chứ. Là phụ kiện con gái người Nùng đúng không ạ? Phía này bán đồ nông sản rất là nhiều các bạn này. Đấy. Thảo quả. Càng vào phía bên trong thì càng tấp nập hơn cả nhà. Phía này các cô các chị đang bán. Mình bán cái gì đây ạ? 200. Đây là vải. Vải cái đây ạ. Đây là cái khăn lộn đầu của bà con này các bạn ơi. Và cái một cái khăn này là giá là 200.000 nhá. Đây là khăn lộn đầu các cô. Cảm ơn các cô nhá. Các cô đứng đây bán rất là nhiều đồ luôn. Đây là bằng bạc đúng không ạ? Hoa tai hay là gì đấy? Phụ kiện. Phụ kiện của người Nùng. Đấy. Cô đang trao đổi khăn. Cái này cô có chịu bán gà. Gà này bao nhiêu tiền hả em? 130 một kg các bạn ạ. Con bán hàng đơn giản. Đây là tam thất này. Đây là tam thất. Tam thất bát. Rất nhiều nông sản luôn. Cả ớt nữa. Ớt thì thường thường là bà con người Mông bán. Đặc sản ở Hoàng Su Phì này chính là chè đấy các bạn ạ. Chè San Tuyết. Đấy, núi Tây Côn Lĩnh luôn. Rất nhiều bà con bán chè. Chào các cô các chị nhá.
Chè này có nhiều loại không ạ? À thế ạ. Loại ngon nhất là bao nhiêu tiền một cân ạ? Ngon nhất là 500. À, ngon nhất là 500 ngàn một cân. Đấy các bạn. Đây là loại ngon nhất rồi ạ chị. À. Đấy không. Để em đi quay chia sẻ với cả nhà. Đấy. Quay chia sẻ với cả nhà là phải. À thế. Cảm ơn chị nhá. Toàn bộ khu vực này khu bán chè. Ở bên trong này bà con bán đồ rất là đông luôn, đây rất toàn bộ những cái phụ kiện này, đây là vải, đây là mà váy, rồi là chỉ, các loại màu sắc luôn. Chào cô nhá. Đây là chè đắng đúng không ạ? À, đây là chè đắng. Chè đắng này bán như thế nào anh? Bao tiền một lạng? 80.000 một cân. 80.000 một cân chè đắng. Cái này thì đúng là xứ sở của chè. Có cả bánh đúc giống rượu bên mình luôn. Ui, ui. Nhiều bạc thế nhỉ? Cái này là thật hay là chỉ là trang trí thế ạ? Bạc thật mà. Bạc thật à cô? Ồ, cái này thì giá nhiều lắm nhỉ? Cái này 45 triệu. À, 5 triệu cả bộ luôn. À, hai cái này là 5 triệu. Đây, các bạn này, hai cái này là 5 triệu nhá. Còn ngoài ra còn những cái khác nữa. Cái này 2 triệu. 2 triệu là 7 triệu. Đấy. Cái này là 2 triệu. À, cái này 2 triệu nữa là 9 triệu. Cái này 3 triệu nữa. 3 triệu nữa là 12 triệu tất cả. Cái này nữa. Cái này mấy triệu? Cái này là triệu rưỡi. Triệu rưỡi. À, 12 mấy triệu rưỡi là 13 triệu rưỡi. À, cái này 1 triệu. À, 14 triệu rưỡi. Cái này là 1 triệu. À, 15 triệu rưỡi. 1 triệu đấy. À, 16 triệu rưỡi. Cái này 300. À, 16 triệu 800. Chị ở đâu? Chị ở đâu? À. Chị đeo trên người một đống của luôn, đi chợ ở đây không sợ. À, người ta thật à? Không sợ ai đấy. À, không sợ ai hết. Bây giờ. Chị chưa là chị mang đi là ai mua là chị bán luôn đúng không? À rồi, em hiểu rồi. À, chị đeo trên người là ai thích là mua luôn. À rồi, em cảm ơn chị nhá. Rất là vui các bạn ạ. Nhìn những người rất là vui tính đây. Ở đây tất cả đã còn bán mà đồng bạc. Đấy. Nhiều luôn. Ở khu vực này thì bán là đồ trang trí. Đó, đủ phụ kiện. Đó, chị em phụ nữ làm đẹp. Cái nào không muốn cho lên một em gái nhá. Cái nào không muốn cho lên nhá. Cái này là giày à? Giày à? Giày chân mát. Giày này bao nhiêu tiền một đôi ạ? 100.000 một đôi các bạn ạ. 100.000 một đôi giày nhá. Đôi giày này để đi hội à hay như nào á? Giày chắc cùng đi đấy. À. Ôi giời ơi. Cái này của con trai các bạn ạ. Đấy, còn bên này là của con gái. Giày này là dành cho các cụ ở thế giới bên kia. Em lại cứ tưởng là cảm ơn chị nhá. Này ra bán các cụ ở thế giới bên kia. Ngu rồi các bạn ạ. Bao nhiêu tiền một bắp ngu này đây? 2.000 một bắp anh. 2.000 một bắp à? Đấy, ở đây cô bán rất là nhiều luôn. Chút nữa em sẽ quay lại mua nhé. Cho em mang em tính tiền thế nào? Cốm đi. 120. À, cốm nữa. Ở đây. Đây có cốm ở mùa này. Bà con đi gặp. Cốm này bán bao nhiêu tiền một bơ này đấy hả? Bơ là 20.000. 20.000 một bơ đúng không ạ? Ok, chờ cháu một chút nhá. Đấy, mình sẽ mua
để ủng hộ cô ấy, một bơ cốm. Lấy cho cháu một bơ nhá. Cô ấy bán một bơ đây là 20.000. Nhà bà ở đâu ạ? À, Tổng Tiến. Nhà bà có hay làm cái cốm này không? Làm cốm đây đi. À, nhá. Cháu lấy một bơ thế ạ. Cháu gửi tiền. Anh ơi, nhặt luôn cho em 10 bắp ngô đi. 10 bắp đi. Hôm nay buổi sáng là hơi sớm nên là bếp trên bàn của mấy khách hàng nó chưa dậy các bạn ạ. Thế nên là mình đi chia quay chia sẻ với các bạn chợ ở đây có những cái gì. Đấy là bao nhiêu bắp đấy? 10 bắp đúng không? Anh lấy tất chỗ này đi cho em. Đấy. Đấy, tất đi rồi anh đi về luôn đi. Cảm ơn cô chú. Cô chú nhìn thấy cười. Đây cách đếm tiền này. Rồi 80.000. Cảm ơn cô. Của anh là bao nhiêu tiền đấy ạ? 30.000 đúng không? À, nhận luôn lên. Em gửi anh 30.000. Áo chống nắng 60. Rồi. Còn lại là cùng mình. 100.000 hai cái, 100.000 ba cái. Áo dây đi có cổ 2 cái 100. Cổ tròn 3 cái 100. Áo chống nắng 60. Ra đây nha. Tuần sau. Đấy. Cái này phiên chợ này là mỗi tuần chỉ có một lần thôi mà đúng không? Lâu lâu mới gặp nhau. Bên này có chút là... Đúng là mùa cốm các bạn ạ. Đây chúng tôi có chị bán cốm rất nhiều. À, phôi. À, vừa nãy là cháu mua, đây là cốm đúng không? Đây là cốm à? Đây là cốm gà. Đây là cốm gà, đây là cốm gà. À, bao nhiêu một bơ này ạ? 15.000 ạ. Bán cho em một bơ luôn nhá. Bán cho em một bơ ạ. Một bơ luôn ạ. Đúng rồi. Mình sẽ thử xem là... Lấy hai bơ đi. Lấy một bơ thôi ạ. Dạ. Cái này bán nào đây? À, cái này là cái gì đấy ạ? À? À, cái này là gỗ thông về để nhóm bếp. 10.000 một bớ này các bạn ạ. Củi. Này. 300. Cô các chị là người nùng à? Tày đen. À. Tày đen. Chị buộc luôn giúp em cái này với ạ. Đấy, cô buộc giúp cháu đấy ạ. 20.000 một cái em ơi. Rất nhiều các loại cốm luôn các bạn ạ. Ở đây, đây là mùa cốm rồi. Không, gửi tiền chị nào. Áo dơ đi 50. Cái đứa nó về sách áo dơ đi mấy cái, anh lấy tiền chưa? Mỗi mùa thì nhà mình thu được bao nhiêu cái này? Nhiều không? Cái đấy 35.000 em không? Mấy chục cân, mấy tạ? 5-6 tạ. À, đây toàn bộ là nếp. Cái này chỉ làm 5-60 cân thôi nhưng mà thu được 5-6 tạ gạo đúng không? Đây là cốm già nhé. Nãy mình có mua cốm non các bạn ạ. À, ngài thơm bùi. Cái nào không lấy thì treo lên hộ cái nhá. Cái nào không lấy thì treo lên đâu? Cháu ở bên Sapa. Chú cô bán hết luôn chỗ này nhá. Nếu như cháu ở gần là cháu sẽ mua ủng hộ cô đấy, nhưng mà cháu ở xa. Cảm ơn cô. Đấy, gửi tặng chị luôn. Dạ. Dạ. Cái nào không lấy thì treo lên nhá. Cái này có hồng.
phòng để có cô các chị người không. Chợ này thực ra những đồ nông sản thì cũng như bao chợ phía bên mình thôi, không có gì đặc sắc cả các bạn ạ. Để mình tìm xem là bà con bán những cái gì đặc sắc thôi. Đây cái này lạc đi mì. Đây buổi chợ nhưng mà khá là đông. Tôi đi một vòng. Đây là đồ những đồ phụ kiện. Cái này để làm gì đấy cô? Máy à? Để làm gì ạ? À, để trên áo này đi đón dâu. À đấy ạ. Mình là người dân tộc gì ạ? Người gì ạ? Mảng. Mảng, à, mảng áo dài. Rồi. Cô bán tất cả những cái đồ chỉ này. Đấy. Cháu lại ở xa nên là những cái này cháu lại không mua được. Bà đang ăn cốm rất là ngon luôn. Cảm ơn cô nhá. Cháu đi quay để chia sẻ với cả nhà về chợ phiên ở bên này thôi bà. Phía bên ngoài các cô các chị bán lạc, củ cải, gà trâu. Chợ này để bán rất nhiều loại gà trâu. Phía bên ngoài này sẽ đúng là có rất là nhiều khu để bà con bán. Đây là bán chè các bạn ạ. Đặc biệt ở đây là cũng là nhiều chè và nhiều những cô bán những cái này để lửa. Cái gỗ này nó dễ, rất là dễ cháy nên là bà con bán để nhóm lửa. Đại ca đang đếm tiền, vừa bán được cái gì để đếm tiền. Bán da trâu à, cô này bán cái mẹt. Cái mẹt này bà bán bao nhiêu tiền một cái hả? Cái mẹt đấy, cái đang cầm người ta 60.000. Cái da này để làm gì ạ? Nấu để làm gì ạ? Như mình thấy là bà con ở bên này cũng là kiểu người ăn trầu ăn dễ các bạn ạ. Đấy, ăn trầu ăn dễ uống nước chè. Chợ bán rất nhiều các loại dễ. Cái này để ăn trầu. Cái này là để ăn trầu đúng không em? Bà con mua rất là nhiều luôn. Thì bà con ở bên này là toàn là người Tây, người Nùng. Nên là mua cái này là ăn cho nó chắc răng đúng không? Cái này ăn để cho nó đỡ sâu răng. À, đỡ sâu răng, chắc răng. Cái dễ này là dễ ở trên rừng à, hay sao? Em làm bó thử về dưới xuôi cho các bà nhai thử xem. Nhiều luôn. Cái này thì bán, em bán kiểu gì? Em bán một bó này 30.000 ạ. À, 30.000 một bó. Chỉ có vùng cao mới có thôi các bạn ạ. Mua đi, mua nhiều vào, về ăn cho đỡ sâu răng chị ạ.
mình thấy hay ở cái chợ này là bà con là cứ mang bạc ra chợ, ra chợ đèo khắp người luôn, ai thích cái gì là mình có thể mua cái đấy luôn mà. Hay ở cái đấy mua khu vực trong này là khu vực bán thịt nhiều. Đây là một sạp các loại thuốc nam này các bạn ạ. Tất cả các loại như ở bên mình bán đều có. Các loại khô, tất cả các loại thuốc điều trị căn bệnh đầy đủ hết luôn. Bà con bán ở đây rất là nhiều. Phía bên này mình thấy luôn mắt khén đấy các bạn này. Gia vị hoa hồi, thảo quả đầy đủ, hạt tiêu rồi là cái gì đây ạ? Hạt dổi nếp đấy. Nói chung là cô cũng bán đầy đủ luôn này, ớt khô đấy các bạn ạ. Ấu tẩu này ăn thì tùa đấy cô ạ, không biết ăn là tùa đấy. Đấy. Giới thiệu với các bạn là mình cũng đang bán tất cả những cái sản phẩm này. Đấy, vì mình là nhà phân phối cho bán hải Sapa TV. Và quý vị các bạn nếu muốn mua thì có thể liên hệ với mình theo số điện thoại là 058 804 2222 nhé. Tôi đi chợ lang thang một chút thì lại gặp các cô các chị bán đồ đây. Mà chủ yếu là đồ bạc đấy các bạn ạ. Tất cả trên tay các cô các chị đều bằng bạc. Đấy. Đây là cho anh xem một chút này. Đây các bạn này. Tất cả những loại trang sức mà các chị em mang ra bán, cứ lang thang chợ đúng không? Ai mua cái gì thì mua cái đấy. Rất là hay các bạn ạ. Mình cũng lang thang ở chợ. Nhưng mà thật lòng là ở chợ này chưa thấy quán ăn nào đâu cả. Chưa thấy một quán ăn nào. Cứ đứng từng top 5, top 3 mua đồ. Đấy, các cô đang đấy, lại mua cái để làm khăn. Top 5, top 3 đứng ở đây. Chúng đi ra phía bên ngoài có gì không các bạn nhé. Phía bên trong, ở phía bên trong chợ thì thực sự là đồ ăn không có đâu các bạn ạ. Đấy, không như ở bên mình. Như bên mình đúng là ngập tràn đồ ăn luôn. Ở đây là bà con chỉ mang ra bán những cái đồ mà nhà mình làm ra thôi, chứ không bán đồ ăn nhiều. Theo mình tìm hiểu ấy, thì ở Quang Minh này đã phân khu chợ rồi các bạn ạ. Trước đây mình đi quay cùng bạn Hải Sapa TV thì nó không phân khu, nhưng hiện tại giờ đã phân khu chợ rồi. Và khu chợ này là chỉ là khu chợ bán nông sản thôi. Đấy. Còn khu chợ phía bên ngoài gọi to mà khu chợ 2 tầng lớn ở Quang Minh này thì mới bán những cái sản phẩm như bà con. Đấy, phía bên ngoài này là các cô các chị toàn đồ bạc. Đấy. Đồ của chú này chắc là phải nhiều tiền lắm nhỉ? Chúng này làm bạc hết. À, nguyên bằng bạc hết đúng không? Không phải giếng bạc đâu, làm cả các cô các chú là những cái gì mà mình đeo trên người là đi dạo quanh một vòng chợ. Đấy, ai thích mua cái gì là ta bán cái đấy. Đấy. Như đồ trên người chú trị giá khoảng bao tiền? Tất cả. Vâng, tất cả này này. Tất cả tầm 30 mấy triệu đấy. À, tầm hơn 30 triệu à? À. Kinh khủng đấy nhờ. Cứ đi mang tiền để đi tung tăng khắp chợ, ai mua cái gì bán cái đấy. À, đây là các cô bán. Phía trên này là các cô bán nhang các bạn ạ. Đây có cô bán thỏ này. Mình cũng vừa tìm hiểu rồi, cái trà trâu này là mọi người về sẽ nấu ra và để nhuộm quần áo các bạn ạ. Đấy, hay chưa?
trên mình nhuộm chàm, nhưng mà bên này là người Tày, người Nùng thì lại nhuộm bằng cái da trâu. Trước đây ấy, là ở khu vực cầu này này, đấy chính là cái khu vực mà bà con họp chợ đông, nhưng mà do về vấn đề an toàn giao thông nên là bà con không được họp ở ngoài này nữa. Chứ trước đây khi mà mình sang phía bên này ấy, thì là bà con chủ yếu là họp ở ngoài khu chợ này nữa các bạn ạ. Chút nữa mình sẽ đi lên phía bên trên kia xem là bà con còn có bán cái gì không nhé các bạn nhé. Phía bên ngoài này thì bà con đang đi vào chợ khá là đông các bạn ạ. Thì phía khu vực đằng kia kìa là khu vực mà chợ to. Hiện tại thì Hoàng Su Phi tuần này đang là cái tuần diễn ra cái lễ hội mùa vàng và tuần văn hóa du lịch. Nên là đây là những cái gian hàng nông sản mà bà con người ta tức là huyện trưng bày giới thiệu sản phẩm. Đấy. Đây, thịt chua rồi tất cả các đồ luôn các bạn. Mình sẽ quay chia sẻ với các bạn tất cả những cái gian hàng bà con bán ô trưng bày và bán luôn cả ong rừng. Tất cả các loại đặc sản luôn ở đây. À, trứng gà. Đây trứng gà làng ấy. Trứng gà bản luôn đúng không anh? Gà bản đấy. Mình là ở xã nào đây? Bản Sửu Chóng. À, tả Sửu Chóng, Nậm Dịch và bản Nhùng. Đấy, những cái đồ bà con mang ra trưng bày những sản phẩm mà chính tay mình làm ra đấy các bạn. Có cái chổi này hay rồi. Chổi này thì ngày xưa mẹ mình cũng hay làm đấy các bạn. Đấy, loại trà luôn. Đấy, gian hàng của huyện. Đấy, đặc biệt ở đây là có một loại gỗ rất là quý. Đấy là gỗ gì nhỉ? Mình cũng hay tìm hiểu. Như ở Lạng Sơn thì có hoàng đàn, như ở đây là có lũa của gì mà mình lại không nhớ được nhỉ. Đấy, rất là đẹp luôn, tạc những bức tượng này. Đấy. À, Ngọc Am đúng rồi. Nhớ là Ngọc Am. Đây, tất cả những sản phẩm ở trên này. Đấy. Đây là măng. Măng trúc. Măng trúc bà con ngâm. Đây. Bên này à, những cái này như ở người La Chí ở bản Phùng. Đúng rồi. Đấy, đúng rồi, đúng là đây. Sản phẩm rượu hoãng bản Phùng nổi tiếng luôn các bạn ạ. Chè Gia Châu. Đúng rồi, Gia Châu. Em lên bản Phùng thì cũng được ăn rồi. À, đây toàn bộ những cái đồ bạc, đồ trang sức của bà con. À. Đấy. Đúng là bản Phùng rồi. Chuẩn luôn, em cũng ở bản Phùng mấy hôm mà. Dạ. Cảm ơn các anh nhá. Phía bên này là khu vực trà. Toàn bộ cái gian hàng này các cô các chú trưng bày những cái sản phẩm về trà ở núi Tây Côn Lĩnh các bạn. Mình sẽ ra phía bên trên này không có cái gì nữa không. Đúng là phía bên chợ nông sản ấy thì là bà con bán tất cả những cái đồ nông sản như phía bên ngoài chợ này. Đấy, các cô các chị bán những sản phẩm vải để về cho bà con may quần áo, mà chủ yếu là những vải xanh đỏ tím vàng này là người Tày, người Nùng với các cô các chị hay dùng những sản phẩm đấy các bạn ạ. Còn phía bên này thì bán đồ ăn bình thường thôi, như là bánh, chủ yếu là buổi sáng là bán bánh này. Chút nữa mình sẽ qua đó. Đấy, như chị đang chọn những sản phẩm vải xanh đỏ tím vàng đủ màu sắc luôn. À, thằng nào chuyên bán vải đúng không? Đấy. Đại gia vải ở chợ à? Chuyên về vải của bà con, nhưng mà cái này là chủ yếu là người Tày, người Nùng mua đúng không? Người nào cũng mua anh ạ. À. Đấy. Rất nhiều luôn. Em là nhà phân phối ở cái chợ này à?
không ạ. Không, thế sao bảo nhà phân phối ở chợ? Lấy vải đi cô. Đấy các bạn, các chị đang chọn vải. Đấy. Cái này 16 nghìn cô ạ. À. Nhưng cái vải này là vải thô à? Dạ vâng, vải nhuộm. À, tức là mua cái vải này về sau đó là mới dùng cái da trâu để nhuộm đấy các bạn. Bao nhiêu cũng bán hết. Cảm ơn nhá. Đấy, phía bên này là cô các chị đang dán bánh. Bánh này là bánh gì đấy à chị? Bánh áp chao ạ. À, bánh áp chao. Bánh này thì em bán bao tiền một cái? 2.000, 1.000 cũng có. Bánh không thì 1.000, còn bánh thì là 2.000 ạ. Bánh không thì 1.000 và bánh thịt thì 2.000 đúng không? Đấy, lấy cho anh 10 cái đi. Bánh thịt đấy. Về cho các bạn ăn sáng vì là các bạn vẫn đang nghỉ. Ở khu vực này chủ yếu là bán những cái đồ này thôi đúng không em? Như ở chợ này không có kiểu như bán đồ bún phở hay là đồ những loại thịt thà mà như ở bên đằng sau à chị? À có bán như kiểu là như ở bên Sapa hay bên Bắc Hà không ạ? Chị bán bún thôi anh. À, bún phở bình thường thôi đúng không? Một ngày em bán như này bán được hết nhiều không? Em chỉ đi hộ thôi. À, đi hộ thôi à? Hộ mẹ à? Vâng ạ. À, em còn đi học hay là nghỉ rồi? À, em ở nhà. Ở nhà thôi à? Dán cho vàng đi. Dán cho vàng đi em. Đấy, bánh rất là ngon các bạn ạ. Cái bánh này là bánh gì? Bánh quẩy. À, bánh quẩy. Bột mì ạ. Bao nhiêu một cái này? Cũng 2.000 một cái. Cũng 2.000, cũng lấy cho anh 10 cái đi. Em bao tuổi rồi? Em 30 tuổi anh ạ. 30. 30 không dám hỏi nữa. Nhìn trẻ xinh như này 30 tuổi. Khuyến mại thêm một cái. Em có chồng chưa? Em có chồng có 30 tuổi rồi, có rồi. Chồng có con rồi đấy. Con gái năm nay học lớp 4 rồi đấy. À, con gái học lớp 4 rồi cơ. Của anh bao nhiêu tiền nhỉ? Của anh là 40.000 ạ. 40.000 đúng không? Buồn ghê. Anh gửi tiền đấy. Bạn ấy có chồng rồi không, mình xin info ngay. Rồi, cảm ơn em nhá. Xin. Phía bên trong nó chỉ có hàng bún phở nhưng không như ở bên mình các bạn ạ. Đấy, cô có chị này. Bán đồ. Cái bánh gì? Bánh này là bánh gì đấy cô? Bánh này bánh chuối, bánh dợ, bánh tẻ. Bánh chuối, bánh dợ và bánh tẻ các bạn ạ. À đây, cháu cũng mới mua cái này. Nhưng mà cháu không biết. Nhưng mà bánh này là bánh gì? Bánh chuối. Bánh chuối ạ. Bao tiền một cái này cô? 10.000 một đôi. À, hay quá nhỉ. Rồi, bán cho cháu một đôi ăn thử đi cô. Đấy, mỗi thứ mình mua một chút. Tí về các bạn thích ăn cái gì thì có thể ăn cái đấy. À thế ạ. Cảm ơn cô. Bánh chuối. Đấy. Bánh chuối em vừa lại với nhau. Bánh nào bán cho cái kia chuối chín. Chín xong mình phơi khô. À. Phơi khô đi rửa sạch nấu cho nó bở. Đi sát bột lại nếu mà đổ bánh lên. À. Mình đánh bánh mì. À. Bánh chuối chị ạ. Vâng. Nhưng mình đánh bánh mì. Ấy. Ừ. Thì có ăn thử không? Thì ăn thử đi. Em mời chị. Ừ. Ừ. Hai cái này là 10.000 đấy ạ. Cái này có nhân ăn không? Ra để cô để nhân lại. Có cái là không có nhân, cô cái có nhân. À. Có người người ta thích ăn nhân, thích ăn nhân. À. Người trên mình là thích ăn nhân nhưng mà. Cô lấy cho chị ấy cái bằng cái nhân đi ạ. Đấy, cái của em cũng có nhân nha. Đấy. Đấy, cái này có nhân. Thế cô lấy cho chị ấy cái nhân đi. Đấy. Cái đấy cái nhân. Đúng không? Cô cắt thử ra xem cho chị ăn xem là cái đặc sản ở trên mình nó ngon không? Bánh này bánh chuối chắc dưới xuôi không có đâu. Chị là người ở đâu? Em ở Hà Nội ạ.
Hà Nội. À, Hà Nội không có đâu em ơi. Đã đi lên đây được bao lâu rồi? À, thế đã đi Bản Phùng chưa? Bản Phùng thì bọn em không nhiều lắm, tí nữa bọn em sẽ qua. À, Bản Phùng mấy hôm nay lúa rất là đẹp luôn. Qua mình cũng mới từ Bản Phùng sang. Bản Phùng mình lên lại đi Bản Luốc. Mình lên đây gần một tuần rồi. Thế đó là đi gì ạ? Kênh YouTube của mình là Chợ Phiên Tây Bắc. À, em follow rồi. À, thế à, cảm ơn nhá. Mình đi tất cả các chợ ở Việt Nam. Bạn biết bạn Hải Sapa TV không? Em biết ạ. Đấy. Mình đi cùng bạn ấy. Như đợt này bạn ấy đang đi Nga, thế nên là mình lại lang thang ở khu vực bên này. Hai bạn ăn thử đi xem nó có ngon không? Hả? Ăn thử xem ở trên này nó đặc sắc như nào. Anh nghĩ là cái vị nó không phải, đúng rồi. Chợ Phiên Tây Bắc. Đó. Dẻo không? Cái bột này nó là bột nếp. Đúng rồi. Đúng rồi. Riêng chuối này thì nó không ngọt. Khi mà nuốt xuống nó có mùi vị rất là thơm. Ờ, chuẩn rồi. Cảm ơn em. Em ăn thử đi, em gái ăn thử đi. Ăn thử xem nó có ngon không? Còn một cái mà 10.000 một cặp mà. Đưa cho cô một cặp. Sát một đấy, cả một á. Mình mới đổ chuối ra như mình quay bánh mì ấy. Có cái máy nó quay bánh mì này. Nhân đậu hả bà? Nhân lạc. Nhân lạc. Đấy. Nói chung là lên vùng cao ấy thì các em nên thưởng thức những cái mà đặc sản ở trên này. Đấy. Đây các em có dùng thử cái món này không? Đúng rồi, em thử ăn đi. Đây. Đấy. Bánh quẩy. Hà Nội cũng biết làm thôi. À dạ vâng, nhưng mà mỗi một nơi họ làm bánh quẩy chuẩn luôn. Cái bột nếp hay bột gạo của họ làm khác nhau ấy. Đấy. Men của nhóm khác nhau. Không có làm như vậy. Nó mỏng hơn. À, trong miền Nam cũng có không? Em ở tỉnh nào? Em ở Sài Gòn. À, Sài Gòn hả? Đợt đầu năm vừa rồi anh cũng đi xuyên Việt đấy. Đấy. À, nhưng mà ở trong Nam này chủ yếu là bán là ăn phở, ăn đấy các thứ đúng không? Đúng rồi. Như là cái ở đây thì là người ta bán đồ để mọi người ăn sáng. Đấy. Rất là hay luôn. Đấy. Đúng rồi, phải ăn những cái loại bánh ở vùng cao ấy. Đấy. Ở trong này còn một loại nữa này, các em này. Anh còn một loại nữa, nhưng mà loại này phải chấm. Đúng rồi, đúng rồi. À. Xong chưa, để bà bán à. Rồi, bà bán cái gì để con mua thêm cho bà. Nào. Bánh giòn đây này, bánh nhân đỗ này. Rồi, bà bán cho con hai cái bánh giòn. Bánh tẻ. Bánh tẻ này là bánh giò đấy. Hai cái bánh giò luôn. Ok. Đấy. Rồi, bà cứ phải bán được hàng bà mới vui. Đấy. Quảng cáo này về người ta ăn à, đúng rồi chú ạ. Đấy, quảng cáo ăn là thích thế mà bà lại gắt với con. Ok, bà còn loại bánh gì khác nữa không? Bánh chuối thì con mua ở bà bên cạnh rồi. Đấy. Em có muốn thử không? Anh mời em được tất cả các loại ở chợ này luôn. Đấy. Con thử một này. Đấy. Một đôi này. Rồi, cô cứ lấy cho con. Bánh này. Đấy. Mỗi người một cái. Mỗi người một cái. Chú có làm cái không? Chú có ăn không? Chú ăn con mời chú. Chú thích cái loại nào con mời chú loại đấy. À, chú ở đây đúng không? Rồi, cảm ơn chú. Ăn no tí còn có sức đi chơi. Anh đi một tem. Tem của anh thì các bạn ấy đang ngủ. Do vậy là anh đi quay sớm để chia sẻ với các bạn ấy. Em có biết kênh Bếp Trên Bản không? Không, biết đâu. Em coi đa số kiểu kênh của Việt Nam. À, thế à. Việt Nam thì em biết kênh nào? Phụ nữ ở các bạn ấy ở miền Tây. Ừ. Phụ nữ thì ở bên Nghệ An. À, những người đường là người ta mới đi từ đường rồi đó.
À, cái này là bánh rậm này các bạn ạ. Đúng rồi. Đúng rồi, đấy. Đấy, em ăn đi. Em muốn ăn gì ở chợ này anh cũng thể mua cho em được. Tự nhiên có lọc ăn quá luôn. Nhưng mà em có đi cùng ai? Đi một mình à? Info của em là gì? Không, anh hỏi info của em cơ. Em cũng không nhớ luôn. Thế còn info của em là gì? Đây em ơi. Em à? Ừ. Em tên Tú. Info. Info ở đây hỏi là cái gì? Là Facebook của em. Facebook của em là Cẩm Tú. Cẩm Tú. Đấy các bạn nha, nhớ về ad Cẩm Tú vào nhá. Cẩm Tú đang đi ra ngoài phía Bắc này để đi du lịch. Em thấy cái bánh này sao? Ừ. À. Nhưng mà so với cả bánh chuối thì nó có độ thơm. Ừ. Nói chung là mỗi cái hương vị, mỗi loại bánh nó khác nhau. Hương vị của cái bánh này nó có khi ăn bị đỗ ấy. Nhưng mà anh hỏi các em là các em đi Sapa chưa? Đi rồi. Đi rồi hả? Đấy, anh ở bên đấy nhá. Có gì sang thì có thể liên hệ với anh đưa đi khắp nơi luôn. Anh là người Sapa. Đúng rồi. Anh là người bên Sapa mà. Ừ. Em qua đi Sapa chơi lắm. Yeah. Mình quay lại. Chút nữa anh sẽ xin số điện thoại của em. Bất cứ lúc nào em lên Sapa em có thể ới anh. Đấy. Dạ. Ra đằng sau đúng không? Ok, được rồi. Bây giờ con giả tiền cho các cô tổng xỉ vả. Không, để anh. 50 tiền tất cả. Đây, con gửi cô. Đấy. Mình đứng đây là làm phiền các cô quá để các cô bán hàng. Đấy. Các em còn thích ăn gì nữa không? Dạ không ạ. Anh tiện đi chợ anh cũng mua về cho các bạn ấy. Anh sang bên này được gần một tuần rồi. Thì anh từ bên Tây Bắc sang Đông Bắc. Tại vì tuần này là ở Hoàng Su Phi có lễ hội ấy. Thì anh cũng đi. Nhưng mà tem của cả nhà đi đông không? Tụi em đi 7 người. 7 người hả? 2 người về trước. À còn 5 đúng không? Ừ. Lễ hội thì ở đây là sẽ diễn ra đấy. Ở đây là họ sẽ gọi là chỉ để ấy thôi, để khai mạc cái lễ hội thôi em ạ. Đó. Rồi cảm ơn em. Bọn em bao giờ thì về? Dạ tí nữa bọn em đi luôn. Tí nữa đi luôn à? Đi đâu? Chị em đi theo chị em đây cũng không biết lịch trình đủ. Ờ, à, đây bên này, chị ấy bên kia. Tức là bọn em sẽ đi theo lịch trình là đi xuống, đi về là đi khá là Nguyên anh. Thông Nguyên, à rồi, ok. Em lên đó. À, anh tưởng là bọn em còn ở đây nữa thì chút nữa mời bọn em đi cùng bọn anh đi vào thác chơi. Ừ, chút nữa thì bọn anh sẽ đi vào đấy. À, mưa bọn anh vẫn đi mà. Bọn em đi bắt cá chép ruộng chưa? Chưa đúng không? Tại vì lên đây thì bọn em hôm qua mới đi thác luốc gì á. À, bản luốc, bản luốc. Bản luốc với mâm xôi. À, rồi. Đấy, ở phía này thì các cô, các chị cũng đang bán hàng rất là nhiều các bạn ạ. À, còn một chợ phía bên kia nữa em ạ. Ở đây chỉ là chợ chính thôi. Còn chợ phía bên kia thì họ sẽ bán đồ nông sản nhiều hơn. Vì họ phân là hai khu. Trước đây anh sang bên này toàn bộ những khu này là người ta không cho bán đường đâu. À, người ta cho bán đường. Nhưng mà kiểu do an toàn giao thông ấy, giờ họ chuyển sang một khu khác. Anh chỉ xây dựng trên TikTok à? TikTok của anh có. TikTok là gì ạ? Anh thì anh không hay dùng TikTok lắm, nhưng mà anh có TikTok. TikTok cũng là chợ phiên Tây Bắc luôn. Không dùng TikTok lắm. Đấy. Đúng rồi, tất cả những cái đồ gạo bà con bán đấy em ạ. Đây đúng không anh? Không phải cái đấy. Rất may mắn được gặp các bạn đi du lịch ở đây. Thôi anh xin phép nhá, anh chào bọn em nhá. Rồi ok em. Cảm ơn em nhá. Vừa rồi thì mình cũng quay chia sẻ toàn bộ cái khu chợ nông sản cũng như là chợ ở thị trấn Quang Minh của huyện Hoàng Su Phi các bạn nhá. Sau đây thì mình cũng xin phép kết thúc video ở đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video kế tiếp nha.